Dạ, và lần đầu tiên thì xin cho phép em gửi lời chào đến các vị giám khảo cũng như là anh chị cũng như là các bạn đang có mặt tại buổi thi ngày hôm nay. Và bài hát em xin gửi tặng đến mọi người đó là một cái bài hát em xin gửi đến mọi người là ca khúc Con Cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Xin mọi người cùng thưởng thức. Trời dòng lớn
năm buồn em. Để dọn ngay khi mặt trời từng giờ lại khát khao bay lên, lại bay lên. Nhìn đàn cò trắng gần đâu vừa xa, dài dòng cánh tay bay về phía mặt trời. Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn, đàn cò vút lên bay về phía mặt trời. Cò ơi, cò ơi.